Này to lắm rồi, cho con của siro hôm nay. Không cân thử nhưng mà to lắm rồi. Chưa đến đợt tẩy giun thì không cân. Ây xài, cứ ăn được ngủ được là không cần phải cân. Ăn được ngủ được khỏe mạnh vui vẻ là không cân. Đó, này to lắm rồi. Xà. Đó, lịch đến thứ năm là có thể về nhà mới. Đó, hôm nay quay cho nó tí. Quay buổi tối dưới ánh đèn nó cứ tối tối nhỉ. Cho con thì rất là hiếu động. Ra một phát là mỗi con phi một chỗ. Quấn quýt mẹ với bà xong là mỗi con phi chỗ. Nè. Mớ cho nó chơi với bà Pila này. Tất cả cho nó đều rất là ưa hoạt động. Hai con cái là quấn cụ Pila hơn. Đỏ đen này. Pila thì chiều cháu. Melsi thì không có chiều cháu. Bà Melsi thì không chiều cháu cho nên là không cho bà Melsi ra. Cháu ra là bà Melsi phải vào trong chuồng nằm. Vì bà Melsi cứ hừ dọa cháu thôi, không chơi với cháu, cứ hừ dọa. Lô vừa thôi, chạy vừa thôi. Mẹ ra can, hai con lô nhau mẹ ra can, ra chơi với cụ. Đó. Bọn này là lịch là lẽ ra là được sang bên trại để mà chạy nhảy đây. Lẽ ra là được ta sang bên trại chạy nhảy khoảng 1 tuần 10 ngày trước khi về nhà mới. Nhưng mà đợt này trại mình lại đang sửa. Mình phải sửa lại trại. Vì cái trại cũ là nó không phù hợp cho cái khí hậu của Việt Nam mình những năm gần đây. Nóng oi quá. Buộc phải làm lại trại, buộc phải sửa lại. Và sửa lại thì không có cái chỗ để mà cho bọn chó con này nó chơi. Đỏ phi ra. Ui sợ ơi. Nó thấy chủ ngồi xuống rồi nó phi ra thôi. Đây, phải xiên như thế này thì nhìn mới rõ. Nhìn nó mới đủ sáng. Đó. Nha, họa hiếm được cái đoạn góc này sáng thôi, rồi ra chơi với cụ Pila đi. Ra chơi với cụ Pila đi nào. Ra chơi cụ Pila đi. He. Thôi đó, ra chơi với cụ Pila đi. Hai đứa kia nó đang chơi cùng cụ kìa. Xiên như thế này thì nhìn còn rõ. Nào đi ra đây. Đây đi ra đây. Đi ra chơi với cụ Pila đi. Ra đây. Đó. Đây nào. Ta lùi lại đây nào. Ra đây. Xích đây nào. Ra đây nào. Xích ra đây thì mọi người mới nhìn được. Ok, siro nữa. Nhưng mà siro không cần phải sát sạt vậy đâu. Còn mấy đứa kia nó còn chưa biết kìa. Nào, nào, đen ra đây. Đen đâu? Đen ra đây nào. Đấy. Để nhìn được đen một tí nè. Hồng đâu? Hồng. Ui giời, nó tha được cái đống lông tơ. Bọn này nó bắt đầu nó thay lông. Úi sỏi, nó liếm cái máy quay của tôi. Nào. Đấy là đồ để chơi à. Hả? Đó. Sổ. Gấu nô
cho nó chui hết vào bên trong gầm cho nó nghịch rồi. Ơi, ra đây anh cho ăn bánh quy này. Chưa bao giờ cho ăn bánh quy, để hôm nay cho ăn thử. Đây, hộp bánh đây nè. Cho mẹ với bà, mẹ với bà biết ăn. Siro với Pila Yến đây nào. Ra lại ra thơm mấy quay. Nào mấy đứa có ăn không nhỉ? Mấy đứa có đứa nào ăn thì ra đây ngồi nào. Có đứa nào ăn thì ra đây ngồi. Siro bên sang bên cạnh. Bọn nhóc con này biết ăn không? Này. Không chưa biết bánh quy là gì. Để yên để cho bọn cho cũng đưa nhóc con này nó biết ăn đã. Để cho chúng nó ăn một tí tẹo tẹo. Đây Siro đây. Đây. Bọn em đây. Đây. Vì vụn siêu nhỏ ra là biết ăn hết. Ê kìa, hai đứa kia cũng không ra ăn, chúng nó ăn hết. Này. Siro vòng vào đây. Siro vòng ngồi ra đây. Siro. Được rồi, chứ không ngồi ở đằng trước mất công chắn chỗ chúng nó. Có mỗi cái chỗ để ngồi ra đây. Ngồi yên đấy. Không, Pila để yên cho các cháu nó ăn. Đó. Để cho nó biết mùi vị của cái bánh nó như thế nào đã. Thì sau mới dùng để nhử chúng nó được. Ngon không? Quá ngon luôn. Lần đầu tiên ăn chỉ ăn một ít thôi. Chứ không ăn nhiều được vì ăn nhiều thì lại không tiêu được. Để yên cho cháu nó ăn nhá. Tí nữa còn phải cho con Melsi tí cho ăn bù. Đấy. Cho vụn bánh. Thì cho nó sẽ biết. Rồi. Ok. Bây giờ cho miếng là biết ngay này. Đấy. Đen đấy. Đỏ đây. Đấy, biết ăn ngay. Nào, đen đây. Nâu này. Đấy, đưa vào miệng luôn. Con nào đây? Con hồng à? Ra xin ăn, tím đâu? Vẫn còn nhặt ở dưới đất. Tím, đây mà. Đúng rồi. Đỏ đây. Nâu này. Đấy. Đen đây. Rồi, con xanh. Xanh vẫn còn đang nhặt ở dưới đất. Xanh đây. Đâu cần cứ phải ở dưới đất mới có đồ ăn đâu. Đỏ đây. Quá ngon luôn. Hồng. Hồng. Con nào làm ra đây con xanh à? Đỏ đây. Rồi, lần lượt từ từ. Nâu đây. Ok. Đen. Rồi. Tí nữa cho chúng nó tìm một tí đã. Mỗi con chỉ coi như là mỗi con tối đa là dồn vào là nửa cái là nhiều rồi. Vì ăn lần đầu tiên. Nó là đồ ăn lạ. Không mất công mà nó không tiêu được. Bắt đầu hai con này bắt đầu nhau theo đồ ăn rồi này. Xin ăn rồi này. Hai con nâu với con đỏ này ăn nhiều quá rồi. Nha, đen đây. Nào. Không. Xanh đâu? Tím đâu? Rồi, con xanh vẫn nhặt ở bên dưới. Rồi, hồng. Hồng đề phòng thế. Anh đưa vào mồm cho mà này còn không ăn đấy hả? Không ăn chúng ăn hết. Hồng đây. Của hồng đấy, đúng rồi. Đã tha được một miếng thì tha. Nó, con hồng nó được một miếng là tha ra chỗ khác ngay. Đây.
Đây. Ra chỗ khác xin ngay. Rồi. Rồi. Đen đây. Ui, con nâu ăn nhanh thế. Đỏ đây. Hồng đây. Không được. Rơi rồi. Con nâu không có chanh. Hồng đâu? Nó lại đi, nó lại nhặt ở bên dưới rồi. Có vẻ nhặt ở bên dưới dễ kiếm ăn hơn. À. Đó. Bây giờ bắt đầu dùng bánh để nhử. Rồi, tất cả đều sẽ có phần hết. Đỏ này. Nâu. Ôi giời, rơi rồi. Không vội được. Rồi. Đen đâu? Đen. À, tím này. Cho tím luôn. Xanh. À, đen đây. Đen. Chiro chờ đấy một tí. Xanh. Chiro đây. Pila đây. À, ngồi quay lại, quay mặt lại mới được. Nâu này. Rồi. Vì bữa đầu tiên nên là chỉ cho ăn ít ít thôi. Không cho ăn nhiều được. Lùi lại đi, phải lùi lại đi. Dồn hết ra đằng này chẳng nhìn thấy gì cả. Lùi lại để mọi người ngắm mặt. Không nhảy nhót cái kiểu đấy. Nhảy không được ăn. Ờ, nâu, ngoan. Đen này. Lần lượt, tím này. Xanh. Không. Tím này. Xanh với lại hồng vẫn rất chịu khó đi nhặt ở dưới đất. Vì có những cái miếng cho nó cắn là cho nó rơi, cho nó chưa biết đi liếm. Không, tím không, không nhảy lên thế, lùi lại. Lùi lại mới được ăn. Đen này. Thôi ăn thế thôi, mấy miếng vậy thôi. Kết thúc. Kết thúc bữa ăn ngày hôm nay. Tí nữa rồi cho Melcy sau nhá. Tí nữa cho Melcy với lại Yumi sau. Đó. Lần đầu tiên cho chúng nó ăn bánh quy. Ý. Cái bánh quy, dùng cái bánh quy là rất là dễ để làm cái đồ thưởng với lại đồ nhử. Đồ thưởng với lại đồ này kia. À, khi mà mọi người không cho ăn hạt thì mọi người có thể dùng cái bánh đấy. Và kể cả khi mọi người cho ăn hạt thì mọi người cũng có thể dùng cái bánh quy. Vì cái bánh quy thì nó xốp. Với con chó con này thì nó dễ dàng, nó nhai đơn giản. Cuối cùng thì dùng đồ ăn đã nhử được chúng nó không có chui rúc này kia. Để quay video tí. Nhưng mà vì có một mình thôi cho nên là khả năng là sẽ có nhiều đoạn là mọi người chẳng xem được. Chơi một tí đi, trên nền mà ướt phát là phải vào chuồng. Ok, quay mấy con chó con của Siro cho mọi người xem. Cho mọi người theo dõi, cho các chủ theo dõi. Cún con thì rất là khỏe. Từ ngày thứ 6 này, hôm nay là thứ 3, từ ngày thứ 6 là chủ có thể đón được. Thì mình có lẽ mình sẽ sắp xếp để cho chủ đón vào thứ 7 chủ nhật. Trong thứ 7 chủ nhật tuần này hoặc là trong tuần sau, ngày nào cũng được. Cho con của Siro. Hôm nay là coi như là ngày 12 thì là hôm nay là cho con được 72 ngày. Tiêm vaccine hôm nay là được sang ngày thứ 3 rồi. Được 3 ngày rồi. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.